Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là bún bò Huế. Thì bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc bún bò Huế nha. Ngọc đã chuẩn bị, đây là cái mẹt bún bò Huế của Ngọc nè. Bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món này nhé. Ngọc nấu theo phiên bản của Ngọc nha cả nhà, rất là thơm ngon luôn cả nhà ơi. Đây. Nhiều quá cho nên là Ngọc để đó, bún bò Huế, giò heo, thịt bò tái, thịt bò găm gì, cái gì cũng có hết, nó lộn xộn xà ngầu hết trơn à. Giờ mình sẽ trộn lên nha cả nhà. Cho vô miếng ớt sa tế nè, ớt sa tế hôm qua Ngọc làm nè, rất là ngon luôn, cay lắm, nuốt nước miếng. Thèm quá cả nhà ơi, lâu rồi không có ăn lại. Giờ Ngọc mời cả nhà nha. Trời ơi, nó ngon quá, ngon. Ngon lắm cả nhà ơi, chả. Ngon. Bún bò Huế giò heo cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngon. Ngon lắm cả nhà ơi. Tuyệt vời mặt trời luôn. Ngon. Bò tái. Cái nước nó đậm đà, nó ngon lắm cả nhà ơi. Rất lâu rồi. Giờ mới ăn loại bún bò tự nấu, nấu theo phiên bản của nhà Ngọc. Ngon. Ngon quá. Ngon. Oh.
mua cái chân giò heo mà quên dặn cái người bán thịt heo, nó chặt chặt ra xíu 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 không mà. Nó ớt cay à. Ngon. Ngon. Gấp không được, bóc luôn đi cả nhà. Ngon. Quá ngon. Không ăn mà em lả một hồi hết trơn luôn cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.